Yeah. Công tác đây khi mà bóng ở trong này thì phải chạy vào gỗ này, ta đi lại chỗ này nên có phải hơn không? Chạy tắt luôn. Còn chạy chéo, tùy gỗ thôi. Chéo các. Đi nào nó rộng thêm mà lấy hơn nữa là buổi đến ngay mở rồi không em đi về đường vuông góc. Đi về là người ta lại đi lại cái chỗ gỗ này, thằng cả lại hết. Người ta ăn lên. Vẫn phải đi vuông cường lên góc thì mình bẻ xong chứ. Thế nào? Kiểu như rồi đấy. Đúng sao? Mình mà làm đẹp để lúc này đang lại đây được học. Làm gì? Được làm. Ui giời. Ôi đùa hay, nhưng mà làm đồ này là đẹp. Học đồ này thì chết học. Đùa lại vỡ mồm. Làm đi. Đùa này chung là quay đéo cái chơi rồi cũng quay mặc quần áo phong cách đàng hoàng mà nhé. Tôi đau không? Tôi phải ông đi ông nốt quá một cửa. Người ta mình thì kinh nghiệm đúng nhá. Em để ông nhảy ở trên cái trụ cửa lên thế, vẽ rồi thò đầu ra cái. Mình nhìn nốt nhảy rồi bùng phát thì kêu con hút ông thì không kịp vào. Vẽ ông nhảy vật hoa đi. Nó rơi đầu tạp xuống rồi mình bắt. Mình bốc gì mà? Mình thò đầu ra cái là chạm vẽ như này nhé. Mình thích động chút mình đang làm cái. Mình không thò ra thì sẽ đắt chạm như này hơn. Cơ đen rồi.
Đức hoa nữa, về hoa tôi gặp cũng vẫn có được những mùa hội còn nữa. Hôm em làm ngọt phát thì cụ mua mà chú Cúc làm ạ. Cách kia khoảng hơn 20 mét thì đã làm nguyên một cái mảng, may là nó rơi ngang, nó mà rơi dọc thì là mình đứt, mình mất gáy luôn, nó bôi vào vai. Nó làm nguyên một bàn tay đấy, có lứ. Mình đánh. Mình chín hơi nhiều. Lạch ra, lạch ra. Cho lạch ra. Lạch ra. Lạch ra. Ok, con thứ. Thank you.
cao hơn mặt kia. Đấy, được cái đấy. Là hơn. Phạm Linh. Dập mặt đập là tốt, điện ở nhà đổi chỗ rồi. Tầm tí bạc hết.